Bất ngờ khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ đã có người yêu trẻ tuổi hơn ca sĩ Mỹ Tâm. Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ về chuyện tình cảm: "Tôi và Mỹ Tâm quý nhau lắm, thân nhau nhưng không trao đổi nhiều như ngày xưa nữa." Trước tin đồn Mỹ Tâm thừa nhận yêu Mai Tài Phến được lan truyền trên mạng xã hội trong vài ngày trở lại đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng trở thành một trong những gương mặt được công chúng dồn sự chú ý, bởi trước đó nam ca sĩ từng được cho là đem lòng yêu đơn phương Mỹ Tâm trong nhiều năm qua. Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã livestream trên trang cá nhân và chia sẻ suy nghĩ của bản thân về những chuyện trên. "Tôi sẽ tự tay dắt Mỹ Tâm ra chào chú rể và hát trong đám cưới." Sau khi tin đồn Mỹ Tâm công khai yêu Mai Tài Phến, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ: "Anh nhận về rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm từ mọi người." Ông Hoàng Nhạc Việt vui vẻ nói: "Mọi việc đều rất bình thường, không hề căng thẳng như mọi người suy đoán đâu." Mỹ Tâm đã tươi cười rạng rỡ bên cạnh Đàm Vĩnh Hưng tại một sự kiện từ nhiều năm trước đây. "Tôi phải mừng cho Mỹ Tâm chứ, ít ra thì sau quá nhiều năm, Mỹ Tâm đã tìm được cho mình một người yêu, người khiến em yên tâm tin tưởng, gửi gắm được tất cả cảm xúc vui buồn," Đàm Vĩnh Hưng nói. Ông Hoàng Nhạc Việt chia sẻ thêm: "Với tôi, chuyện Mỹ Tâm có người yêu là hết sức bình thường. Tôi không có gì để trả lời hết, tôi phải vui, phải mừng cho Mỹ Tâm chứ. Thậm chí tôi sẽ tự tay dẫn Mỹ Tâm ra chào chú rể và hát trong đám cưới của Tâm. Trời vậy mới đẹp chứ." Thêm vào đó, trong đoạn livestream tâm sự của mình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng bất ngờ chia sẻ bản thân đã có người yêu, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại anh vẫn chưa thể tiết lộ người yêu của mình, dù mọi người và chính Mỹ Tâm cũng đang muốn biết. "Dù sao tôi cũng xác định rõ rồi, tôi và Mỹ Tâm chỉ là anh em tốt với nhau, bản thân tôi đã có hạnh phúc riêng, niềm vui riêng trọn vẹn của mình rồi. Tôi rất vui và đang rất hạnh phúc với người ấy, nên không thể nào đòi hỏi mong muốn Mỹ Tâm phải thế này thế kia," nam ca sĩ cho hay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.